Hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2021. Hôm nay Mộc Châu trời mưa, mây mù đó. Nông trại Chimi thì tiếp tục xuất bán 1 vạn cây giống cho khách hàng tại Mộc Châu. Khách này thì cũng là một nhà vườn lớn ở Mộc Châu. Đây là cái xe cây dâu giống mà mình đang chuẩn bị ship cho khách. Đấy, mỗi một cái sọt này thì mình đang chứa 150 cây. Hiện tại đang được hơn 50 sọt rồi. Còn chục sọt nữa thì mình sẽ xếp lên cái xe này để ship cho khách. Ok, bây giờ mình sẽ view một vòng vườn. Hiện tại thì các anh chị em công nhân đang tiến hành nhổ cây bên trên kia. Đấy, cái khoảng này là cái khoảng mà mình đã nhổ rồi nên là cây nó nhìn nó trống này thôi. Mà lên trên khu vực mà mình cái những cái luống nào mà mình chưa lấy giống thì nó đây rất nhiều. Đây, bãi chân trường sáng nay. Đây. Đây là những cái luống mà chưa lấy giống đây. Cây đẹp không các bác? Đó. Thời điểm này tháng 9 là thời điểm mà sẵn sàng đem đi trồng rồi. Đây là một sọt điển hình này. Đó. Một sọt này chứa 150 cây. Đó. Cây cao khoảng 25 cm. Đấy. Dễ nhiều cực kỳ luôn. Mình có một gọi rồi.